Dạ, rồi tạm thời vậy đi thì chờ chú Sửu vô cái. Rồi, ok. Rồi cô Lan có nhận ra hay không? Lâu quá còn đâu nhận được, hồi nhỏ mà. Rồi vậy để Tuấn Vy giới thiệu nha. Dạ, thưa thưa cô Lan, là hôm nay thì Tuấn Vy rất là vui khi kết nối được với chú Sửu đây, thì đang nghi ngờ chú Sửu đây là anh của cô Lan á. Đó rồi đôi bên thăm hỏi nhau coi thử có phải là người nhà của mình không. Mình hỏi đấy. Ba có Dạ phải. phải không biết không? Được khi ở trong Trước ở ngoài làng ưu điểm rồi sau này ở Huế xong rồi bác bán người ta mà tới cái nền tiền người ta hoài cái người ta cho vô Sài Gòn. ở vô Sài Gòn tôi có thăm đó, nhớ không? Hồi nhớ hình như mặc đồ lính để cái chân đi cà thọt không biết phải có bị thương không nữa mà đi vô thăm có phải không? Phải là bị thương là phải, tôi học quân trường họ có về thăm phải không? Không có về thăm mà hồi nay hình như anh có vô thăm lần ở trong Sài Gòn đúng không? Ở ngay xã Công Lý á, nhớ anh có vô đó một lần. À, nó cho đường công lý đó Đúng rồi. mà Đợt. đang áo đi mua mất tích luôn. Rồi, bây giờ dạ thưa thưa cô và chú, bây giờ thế này, để cho chúng ta dễ xác định định người thân hơn đó, thì bây giờ chú Sửu nhắc lại trong gia đình mình có những ai, rồi để cho bên cô Lan xác nhận xong đó thì chúng ta sẽ ôn lại cái kỷ niệm sau nha. Rồi chú Sửu Rồi, nhắc lại coi trong gia đình có những ai nè. trong nhà có ông bà, ông B, ông C, tôi là đâu, Ngô Phật Sự, Ngô Phật Sự đâu, để Ngô Thị Bà thứ nhì, ông bà là ông B, Ngô Thị bà ông B thứ B. ba, Ngô Thị C thứ tư. Những xe là Úc hết mà anh. Xe út đó thứ tư đó, cái tôi là xe thứ tư đó. Sửu là đầu nè, tới gì B, tới tôi thì B này, tới C. Đó, đúng rồi Đó, đó. đúng không? Dạ ba bệnh viện biết mà cứ nằm la làng hoài, nhớ hồi nhỏ nhớ lúc ba chết là em nằm kế bên á mà không biết. Còn mẹ thì phải, mẹ hồi đó mẹ đi sanh em bé được anh trai thì mẹ chết luôn. đó. Mẹ Mẹ sinh nhớ ra được được sáu mẹ mất luôn à. mẹ sanh em trai nhớ ngồi xích lô chở mẹ về là mẹ chết á, là À đúng đúng rồi đúng. còn Đó ba đi về thăm. mình gì mà nằm la làng hoài à, la làng hoài cái chết em lúc em ngủ kế bên là vậy là ba chết hồi nào đấy, nó nằm la làng hoài à, hồi đó ở cái bên nhà thờ đó thì ba cái la À làng đúng đó. Ở bên nhà thơ đó. nhà thờ ba bệnh gì muốn biết ba la làng hoài, từ từ ba chết á mấy ngày mấy tháng thằng ba chết là nằm em nhớ em nằm chi ba là ba chết á, còn má thì đẻ em bé thì chết thì ngồi xin lô chợ vậy À là đúng đúng. À đúng đó. mà có một hobby ở trong Sài Gòn giống đó. Còn bác thì bác nó dành nuôi mà bác đi rừng ngoài bác đi rừng đốn cây này đâu có nhà thì bác gái đem em bán đi đội thùng đầu xanh cho cái bà Tôn Thất Trang Huế nè, rồi cái càng ngày càng mấy năm sau em lớn lên cái em làm công chuyện được cái bác có vô làm tiền bà hoài bà đi đem cho em ở đi ở nhà mà anh vô thăm đó đã cho ở với bà đó. Mà sao bỏ đi bỏ nhà đi được, bỏ Tại nhà vì đó đi đâu? hồi đó ở với con mợ đó, mợ đánh hoài nói đúng ngay là mợ đánh thì mợ dẫn đi sánh vàng nhưng mà em sợ lên lầu ba đó cái ông đầy hàng mướn cho anh cái kim lên lau nhà em sợ quá cái em nói lau rồi nó dối bà nó lau rồi không mà cái bà đánh thì bà sợ cầu la bà dẫn đi mua vàng nhưng mà rồi cái ngọ cái bên như chung cư sát nhau này nè cái nó nói mày là con cháu hay là người ở mà bị đánh như vậy em mới nói con cháu ở đây tao đi ở đời còn không có bị ăn đòn như mày nữa theo tao về quê đi cái em theo bà về quê với Bến Tre về với thấy nước nôi em khóc cái xin về bà đâu cho bà lấy vòng vàng hết mà đâu cho về đâu cái lưu lạc đi ngoài Vũng Tàu ở cái ông kia đem về làm con nuôi cái nhà ông khổ ông cho đi ở đời cho anh ta Bị án đặc biệt đi đấy.
Giờ đời người ta kinh ở nhà cái sao này em không làm, em cực quá em làm được cái bể cái chén ông cũng trừ làm hư hoặc cũng trừ trừ hết ra đâu có đồng lương nào đâu. Thì mấy cái bà kia bà Sao? thấy giờ về nhà bà ở mà bà khổ lắm, nhà bà đông cơ 10 con khổ quá, em bây giờ đi làm để nuôi em phụ thì tới À. đó mới mới quen chồng em á, Ra khổ ra lắm. ra chồng con ra đâu rồi? Con em lớn hết rồi, có vợ có chồng hết rồi, có cho Bao em bao có nhiêu cháu, đứa con? em được ba đứa, Ba đứa hai 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 trai một gái. à? Ở nhà ba trên nhiên không? Không lâu quá đâu, hồi đó còn nhỏ em nhớ đội khăn tang đầu, cái bác đem bán còn đội khăn tang đầu mà đội cái mũ bằng tang lên đầu, em đâu biết còn nhỏ xíu mà hồi đó ba chết em còn nhỏ mà em ngủ chung với ba, ba chết thì nặng hả? Mà anh nhớ hồi xưa mà nhà mình gặp ba làm cái gác lên này, lên mấy anh em mình ở game té xuống đó không, Đó 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 đúng rồi. và nước lục quên là em té xuống đó. Không nói nghe đi xin đi chụp lô với chị là Còn không có đâu biết gác đem bán đâu biết cái gì đâu, bởi vợ vì đi mua không vợ không vợ mẹ tới chi ba tới chi à? còn nhỏ em đâu có nhớ, em còn nhớ hình như bác khác biết hại mà lâu em đâu có nhớ chứ bác mình tên gì, Bật bên bác mình đem em bán à, bác nói tên gì bậc bên lên bảng về họ lên bảng bạn đến bạn à, bậc bên đó, bậc bên đó bác con đi nhớ rừng bậc bên à? nhà đó, bác đi vô rừng hái sim về làm củi đó, bác nhốt gì mấy chị em ở ngoài niềm đói bà đóng cửa lại mà bác phơi đồ phơi lá sim người sân nhé. Em nhớ rồi đó, nhà nước cho hai bao gạo đó, đã nuôi xong nuôi đã xong được Bác củi làm đồ. chết rồi, chết cái đây mấy năm rồi. Vậy mấy đêm mà bán em cho đi đổi thùng gạo được xanh đó. Còn em biết ba đi bán mà lấy tiền thì lấy gì không biết, nhà đó bán dép ở chợ bán cá đó, À đúng không em nhớ vậy, em nhớ bác đem bán nhỏ nó nghe nó bán giày dép ở chợ bán cá rồi không biết chứ bây giờ. mai đó mai 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 xe đó xe đó em chưa tin mai chưa tin Em mai chưa chưa ở ta tin mai Ngô Thị Tuyệt Mai. Ngô Thị Tuyệt Mai. Thì bây giờ em cũng tên khác, em tên Ngô Thị Ngọc Lan chứ hồi đó em tên Ngô Thị B đó. À, Ngô Thị Ngọc Lan à, cái cảnh mã tìm ra rồi. Tên quả đẹp. Má nuôi bà đặt cho đi ở đời cho người ta đặt á, người ta định lấy họ khác lấy họ cho nó vài bữa vậy nhìn bà con thì bà mới không thay họ mà để vậy luôn á. Hồi đó đi ở đời cho bà đó, bà làm thế bị cây xanh á. Có nhớ thằng Thắng không? Không, em hồi nhỏ xíu đâu có biết đâu. Có mà ở trong đường công lý đây. Trong lý thì em mở em đâu được đi đâu, em ở trong chung cư đó ở nhà tối ngày đâu có ra đường đâu biết. Thì biết rồi, nhà nó là đóng cửa cả ngày rồi. Anh lên bấm chuông, bữa nào lên tìm ó bấm chuông với con kia ra mở cửa và làm. Mua lý đang con đi ra mở cửa thế khi nào bỏ nhà, nó bỏ nhà ra đi đâu đó. Để em bán đi mà về. Đâu lắm. Đúng rồi. Anh còn sống em mừng quá cho em tưởng anh chết là lâu quá rồi, em nhớ hồi đó anh đi kiếm em anh cũng lớn rồi em đâu có hy Chứ vọng gặp bạc anh đâu đâu, có đâu nữa. Chứ tao bạc, râu bạc rồi. Ông này tin bao không biết tin chỗ A, bà này tin bao không biết tin chỗ mô đấy. tối nay không biết chứ ở ngà mô mà tìm chịu Bởi em đâu có nghĩ là gặp anh đâu tôi mà tưởng nó nhớ. là tôi tưởng ở chết là về trên nhà nói ở bỏ nhà nó đi, tôi nhờ ông là nói đi anh đi với tôi anh xin cầu để họ về đi coi thử có phải ở bỏ nhà đi là hay là việc chết rồi. Em bỏ nhà em đi, em theo người ta em bỏ nhà về Bến Tre đó, để người ta lấy vòng vàng hết em xin về Đi chạy thôi mà về đô dạc đi đó tùm lum hết mà cha nó quen về về cho cha nó mắc sợ giống mắt thì đó cũng khổ không biết ngày sung sướng ngày nào đó, đi trôi dạt tùm lum hết trơn hết làm những người này người kia không à, cái gặp sống quá không biết nào đâu nghĩ là anh còn sống đâu, hồi đó anh bị thương hết chưa
Hả? Anh vô thăm em là anh bị thương cái giờ chưa? Chưa vẫn đi cân nhắc đó. Vậy hả? Ừ. Chứng dai chứng ngắn. Đúng rồi đó, hồi đó anh đi thăm em, anh cùng chống cái gậy anh đi mà. Mặc quần lính. Không ngờ thế. Có anh chị B ở đâu vậy? Ông B ở đâu? Xe chứ? Xe giờ ở đâu? Xe ở trong Huế, nơi đập đá. À, nghe đập đá còn chị B. Con vợ và không? B. Đi. Chị B ở đâu? Bé cùng 11 á. Ba này còn 11 chỗ nào? Ba được không? Phường nào anh? Một trai hai gái. 11 ở phường nào? Phường nào tôi có nhớ bố anh biết phường nào. Là sao nên nhất thì có nóc hình như ở nơi đường quân sự á, mà không biết phương nào. Vậy là quân sự gần đường em rồi đó, là nhà em rồi đó. À, nhà con ở đó. Là lân có không biết tôi đang con gái ở trong quận Bình Tân á. À, có con gái quận Bình Tân nữa hả? À, ở trong em là đi máy. Hả? À? Ở trò trong là đi đi máy ở trò trong quận Bình Tân á. À. Quận Bình Tân ở phường nào? Em con gái em cũng ở Bình Tân á. À. Bình Trị Đông. Đông Phan Anh. Gần em. Bình Trị Đông, mình cũng gần em rồi. Đường Phan Phan Anh. Đường Phan Anh. Đường Phan Anh này nè. Bốn xã. Ngay bốn xã cũng gần em anh. À. Liên lạc đi ra cùng Ngọc Hằng biết trong rồi. Họ mà đi làm việc gì trong á? Em giờ em ở nhà buôn bán nhờ nước ngọt anh thôi, chứ làm gì đâu. Bán à, xe nước ngọt. 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 Em ở mà bán. Em ở nhà nhà gì chồng em đâu có nhà đâu. Đó. À. Em ở nhà chị nhà họ này. Ừ, chẳng còn nhà. Ồ, cực khổ lắm. Ô, đợi thì đó. Ra đang ở với anh đây được. Anh đang ở đâu? Anh hiện chưa ở kinh tế mới Phong Mỹ. Ở Huế. Em có xui ở Huế đó. Xui gái. Xui gái em ở ngoài Huế. Xui trai em ở ngoài Huế. Ở Huế à? Làm việc gì? Bên ngự ơi, đừng đợi chị nữa. À, rồi đó. Con trai của họ ở ngoài Huế đi. Làm việc gì? Làm chi đó rõ? Làm chi nơi Huế ạ? À, nhà chồng đó mà. Nhà chồng con nhỏ gái á. Ở bên ngự ơi, đường đợi xe lửa đó. À. Gần đường. À. Là chồng đó à? Con gái là chồng đó à? À, sau lưng vừa từ bà, từ đàm á. À, con chùa Từ Đàm này. Ừ, xe lưng chùa Từ Đàm. Lưng chùa Từ Đàm thế. Dày xe lửa đó. Ừ. Em có về đó mấy lần mình đâu biết anh đâu, ở đâu mà kiếm. Có về Huế ra thế. Có em về em đi qua làng em kiếm rồi mà, người ta nói đi hết rồi, không ai đó hết á. Em đi vô trong làng, trong chỗ nhà thờ kiếm luôn á. À, rồi mới mà quê về Huế thăm bữa chứ. Em tới chùa nhờ thờ nó kiếm mà, người ta nó đi hết trơn rồi, không có ai hết á. Ờ. Mới về kiếm, Nam kiếm đó. Ừ, họ xe ở trong á. Họ xe ở đây đập đá. Em đâu có biết, nó tới chùa nhờ thờ kiếm, em biết em chị nhà chồng em đi theo, đi ra tới đó luôn, xui ra là dẫn đi, em đâu biết đâu. À. Kiếm không có thì em trợ vô đây mấy năm rồi. Chắc là...
cố gắng về thăm chuyện nha. Dạ, nếu anh em mình sum họp thì em sẽ đi. Đi sớm đi, đi Bị nha. em sẽ đi thăm anh. Cố Thì gắng về em thăm, đem con cái về thăm rồi, đem mấy dạ cháu về luôn à, để cho việc có cầu cháu chứ. gì cũng cho tụi nó về chứ, mà để em chuẩn bị cho anh em mình gặp nhau coi sao vậy. Nói em cho số điện thoại đi tới. Dạ, bây giờ thoải mái, bây giờ lấy số điện thoại của nhau thoải mái, không có sao cả, gọi là Tuấn Vị chỉ là kết nối khi mà đôi bên chưa gắn kết được với nhau thôi. Còn khi mà kết nối được với nhau là đôi bên cứ lấy số điện thoại và Zalo của nhau để mà trò chuyện với nhau thoải mái, chứ không không sao cả. Tuy nhiên thì hồi nữa thì Tuấn Vị sẽ Cảm nhắn. ơn tôi cập cập cảm ơn anh. Dạ, Cảm không ơn có chương gì. trình đã giúp đỡ cho tôi gặp được em nữa đó. Xin cảm ơn. Dạ. Sao cô nói sao? Anh cho tôi số điện thoại của người em tôi vậy. Dạ Khi nào anh? chút xíu con nhắn qua cho chú ạ. Có chút xíu con nhắn qua cho. Dạ. Dạ. Chào con. Lâu nay rồi ba trong tìm được ổ mắng việc làm răng tìm hết. Để ông muốn tìm mình thì đi có ở ra quế tìm mà không có ông gặp. Thì tại ở Huế đấy mà. Mà ba nói ba cũng đi qua thầy qua đó lên mà ổ vẫn còn sống. Mà không biết chỗ nào mà tìm mà có chị ở trong Sài Gòn nữa. Với lại là có một ổ ở trong Sài Gòn nữa. Đấy đúng ngày cũng khổ đi nó kiếm gặp đây đừng biết người ta có được làm ăn được hay tay không vô khổ lấy đâu giúp đỡ bởi cũng gần người ngoài không dám đi kiếm tại vì khổ con đang biết gặp rồi không biết anh mình có khổ em mình có khổ không biết lấy gì giúp thành do có chần chừ hôm nay thấy Tuấn Vị ấy thấy hay quá thôi để lên Tuấn Vị coi Tại vì ở ngoài quê cũng biết cái chương trình này á, mà biết là cũng đến để đi tìm được chứ. chị chồng ơi ngoài ngày nào coi Tuấn Vị hết á chị chồng ơi Chứ mày mày nghe cái chị nhờ cái chị ở trong Sài Gòn á, chị không cái chị nữa là chị ba con, chị có coi theo dõi chương trình của chủ này ba, bà chị mà thấy quen với chủ điên đá đó, điên đá mới xin số ba đó. chị Hằng chị nói chị Hằng á Chị Hằng đó, bà xin số đó, bà nói là răng giống trường hợp của bác rồi bà điền lên mà xin số bà cái nữa mày mày về con kịp nổi vô để coi đó. mừng quá mới có mấy ngày mà được tìm được là mừng lắm Có cái có chương ta trình này cũng hay đấy chứ, cảm ơn chương trình đã giúp chị đỡ. Có hăng nào là kéo o bằng o đó. bà chị chồng bà kêu bà coi bà thấy hay bà kêu hoài á mà nghĩ chần chừ hoài rồi mới làm thêm mới có mấy ngày được mừng ghê tưởng gì cũng Thì là mừng rồi. Có OC ở trong Huế cũng muốn gặp nghe rồi cũng mừng lắm. Đến đi con cũng điền vô và nói ó. nào bữa nào Tuấn Vị Huế ra Huế cho Tuấn Vị gói mè sụm nha hả? bữa Mong anh ra để cho qua Huế chứ. nào mình đi ha cô Lan ha bữa nào mình đi Ra Huế chơi. ha Cảm ơn chương trình. dạ dạ nói cho con với ba con nào gặp con mừng lắm Con cũng mừng giờ ba cũng mừng đêm đi ba ngày đi ba tập hướng khắp xin ông bà răng cột xuống giờ phải là phải ó vì nghe nhưng mà không biết phải ó không á có đi đúng làm về rồi thấy ba tập hướng đâu quanh bằng hơ nữa mà nói đúng đi rồi rồi ba tập hướng làm chi mà nói đi nghe thông tin ó ba tập hướng xin ông bà phù hộ cho phải ó nữa. thì cảm ơn Tuấn Vị nhiều Tuấn Vị làm hay quá mới mấy ngày kiếm được ông mừng rồi Không nhận chương trình đi như có chương trình đi bác chị trong Sài Gòn chị mà nói là chương trình của chủ là kết nối được cho nhiều người rồi á bác cái chị cũng đi có làm về ngày nào bác cũng coi bà mới nói thôi làm lại đi làm lại mà o sợ mình khổ gặp ta khổ lấy gì đâu giúp đỡ mà o có làm chần chờ hoài cái chuyện gì cái thì ấy là miệng rắn con anh em gặp nhau được trong khổ cực là có nhau chứ. vậy vậy o có nghĩ tôi khổ quá lấy gì giúp nhau tôi khổ quá thôi o khổ khổ người ta chết chị chồng mới suối lòng Gặp nhau là mừng rồi ông ạ. Chứ anh em mấy chục năm. mừng Gặp nhau là mừng rồi. Chắc không gặp ba con
ai ơi, ông còn khỏe, con mừng đi. Dạ, ba mẹ tôi rồi vẫn còn khỏe. Đây là ba này, con đây là mẹ này. Ồ, chào chào cô. Anh gì thứ hai cũng ở trong Sài Gòn mà ra có việc. Dạ, ở Sài Gòn ở. Dạ, anh cũng làm ở Sài Gòn ha, mà được đi ra đám cưới và ra mới ra chưa vô. Anh ở Sài Gòn, anh ở chỗ nào? Dạ, con bên cầu Bắp Bò. À, Bắp Bò cũng gần ngõ thôi. Dạ. Con làm bên Vĩnh Lộc biết nhiều lắm. À. Bởi anh lấy cái địa chỉ của ổ rồi đó. Bữa. Rồi, dạ. Chỗ này. Dạ. Khi nào con vô lại Sài Gòn, con tìm tới đó. Vậy lại con của bà con có chị ở bên chỗ bên Tấn ấy, ngay rồi chắc tìm lên nó chứ. Con về đâu? Dạ. Hỏi ba con về con. À, một cô là đang ở Sài Gòn ở bên đường Âu Cơ. À, Âu Cơ. Nghe chỗ Âu Cơ vì đường Minh Phụng mà đường Minh Phụng rồi về đường Âu Cơ gì á. Ngay cái bùng binh đó. Nghe con nó mới nghe anh ba con nói mới cùng đường quân sự phải không? Đó bùng binh quân sự rồi đó, là ở ngay cái bùng binh đó thì có gì ít ngay nữa khi nào rành rành cái chị Ngọc con đâu của bà lên tên đó tìm nó rồi có gì là kết nối tại vì ở đó gần đó không chờ đi quá cho biết. Ừ. Rồi con bữa nữa khi nào có anh Vĩ anh đâu mới về Huế đó rồi thì đi về chung vui về thăm tổ tiên. Bữa nay làm nhà thơ nhà đồ to rồi. À, cháu gặp nhau. Dạ. Trong mấy chục năm mừng quá trời. Mẹ em còn là vợ của ba con này. Mẹ con này. Đây là chị dâu này. Ừ chị Lan á. À, dạ chị. Dạ. Mẹ. À chào ô. Dạ chị. Ôi cha lúc chưa là gặp ba người nói đi tìm mà không biết đi tìm ngạm mô mà đi coi thầy thì nói chết con sống mà chịu mà ra mình tựa đi đang tự nhiên cũng ngang điền giá và điền vô và chuyên ngoài ghế lên nó về hàng tim này. Bởi vậy em còn ấy bà chị chồng bà coi tấm vỉ hoài bà có suối hoài mà em thấy biết sao nè thôi bà cái mè cái lên đài đi khổ khổ sợ gì cái em mới lên đài nè. Mà cho hên có mấy ngày là tiếng Việt kiếm ra rồi hay thiệt. À rồi cũng máu đi vậy. Em cứ nói lúc cũng về mày đi ô bà là về vô trong nữa. Mình lên mạng mà tìm ổ thì có không mà nghe chứ hết. Vậy nên đây là con đây là con cái gì này. Dạ chào ông. Con đây ủ phết này. Con là thứ gì? À vườn đẩy ra trong con đó. À, trong gặp nhau ha. Dạ, mong ngon với mẹ để gặp. Đấy thì đi về ngoài thì gặp. Con đây là em út này. Con là út trong nhà. Từ à. Ba mẹ. Con một đứa em là ở Phú Yên. Con một chồng nữa là trong Phú Yên. À, giờ mấy con ở chung với ba hả? Dạ, con là út ở chung với ba mẹ. Vì ba mẹ cũng con trai nơi. Còn con trai hả? Còn ơ thì có hai đứa gái, đứa gái lớn. Dạ, yeah, con nha, bà là bụng ổn gái luôn. Gái nhiều tốt vậy đâu. Còn người nội giỏi đó. Là con có hiếu là được rồi. Dạ, yeah. Yeah, mừng gặp được ổ đó. Chờ cái gì bị nhớ cái bà đôi khi ba buông lắm ba suy nghĩ là ba buông đấy mình có gì em mà cầm mấy người nên mà thật lạc người đi ở trong ở xe ở về là cùng mới biết là từ cái năm 1999 á là gió ngoài mình lụt to ngoài Huế lụt to bơ ở trong đỡ bơ ở cùng nghe thông tin được bao hoài thắm bơ cái nữa mới tìm được rồi. À cũng bị thất lạc giống ó rưa nhưng mà năm 99 á là gió ngoài Huế lúc tối quả bớt ó nghe Huế rồi nữa bớt ó phải thăm hoài thăm nữa vô trong nữa tìm được chứ bớt có chị đi vô trong Sài Gòn nữa bớt hoài thăm bớt cũng tìm ra được ó nữa đó.
À, cho con thôi thôi là cũng ngó vì mất tích luôn. Bà tìm ra. À, có xui người Quế đó thì có giận ra, bà xui ông xui có giận đi kiếm tới nhà thờ nó kiếm mình ta vợ gia phả ra tao nó đi hết trơn rồi, không có ai ở đó. Rồi là nếu như mà có ngó mà ở nơi đó là gần ô xế đó. Ô xế ở trong nữa. Đúng rồi. Gia đình nó xế ở trong trong Huế luôn. Ở Bình Tân mình nhưng mà Bình Tân tránh nhưng mà gần quận Bình Tân á. Dạ, nghe là gần chị gái ở gần đó, chị có gia đình có chị có chồng nó ở gần đấy, ở đó luôn có hai đứa con với hai vợ chồng. Nghe cầu Dược Hương lộ 2 đi vô không chút à? Dạ. Bé chị nó cũng đang điên ra để phải thăm nhé để có ở mua cái tin nào. Ở nghe Hương lộ 2 vô vô ông cây xấu là tới nhà đó mà. Dạ. Lúc chưa hẳn kêu cho mà ngọc cái máy cho nên chặn dòng như thế. Để là mừng rồi, có ó ở trong vị ó cũng điên ra nói khi mua kết nối được là nói cho ó với. À, thôi con liên lạc với ó đi để. Dạ, vì ó con cũng gửi vô cho ó. Có ó quái bó là đúng rồi, đúng như nó là giống đúc mắt của cái ó. Ở trong Sài Gòn luôn. Hai ô là giống nhau. Mừng chắc tối nay ngủ. Ô Tết trắng mà Tết này mà về được chuyện mà thăm. Tết này con gái ô cũng vậy ngoại gì nhà chồng á. Dạ mà về được là về thăm Tết dịp Tết đang có ý nghĩa. Ăn Tết luôn. Rồi để ăn thôi Tuấn Vị sắp xếp rồi chứ ô đâu biết đâu. Tướng Vị đi. Mấy anh cũng đi về Huế luôn. Dạ, thưa gia đình mình, thưa với cô Lan là thế này, bây giờ Tuấn Vị kết nối được với nhau rồi, cái đó là gọi là cái thành công rồi, còn cái việc đó là sắp xếp giờ nào gặp nhau hay buổi nào gặp nhau, cái đó là tùy gia đình, đó, chứ không phải là do Tuấn Vị nữa. À, Tuấn Vị chỉ là kết nối để cho đôi bên là gắn liền được với nhau thôi. Chứ còn gọi là cái lịch gặp nhau hoặc này kia thì cái đôi bên cứ tự nhiên. Chứ Tuấn Vị không có quản lý cái đó. Và nếu ví dụ như sau này đôi bên mà có ngày đoàn tụ đó mà có nhớ đến Tuấn Vị, có muốn mời Tuấn Vị ra thì Tuấn Vị sắp xếp có ra được thì Tuấn Vị ra cùng thôi. Chứ không phải là Tuấn Vị sắp đặt. Chứ Tuấn Vị không có sắp đặt điều đó. Gia đình mình cứ tự nhiên nha. Dạ, gia đình tự nhiên thôi. Cảm ơn chú Vinh nhiều rồi. Dạ, đôi khi là cô Lan có thể là cô chưa có hiểu rồi cô sợ là phải thông qua Tuấn Vị nhưng mà không cần nữa. Em để đó rồi về anh chị em ở trong Sài Gòn đó là tới tìm tới đó. Và gặp nhau. Bây giờ thế này, bây giờ đó là em gái đưa máy cho bố Sửu đó, nói chuyện với O, rồi chúng ta chào tạm biệt nhau nha, rồi đôi bên kết nối với nhau, rồi trò chuyện riêng với nhau. Cảm ơn. Rồi chú ơi, dạ con thưa với chú là bây giờ kết nối được như vậy là con rất là chúc mừng cho gia đình nha. Rồi bây giờ đó con của chú sẽ lấy cái Zalo riêng của cô Lan đó, rồi đôi bên sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn. Bây giờ con xin phép con lo công việc của con đã. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi chúc sức khỏe chú. Dạ. Chúc anh sức khỏe. Dạ, rồi. Ok cô Lan nha. Con chào cô Lan luôn nha. Chào gia đình mình hết. Dạ, bye bye. Dạ.